nhóm này, người nhóm kia, người Do Thái, người Hy Lâm, người từ hướng Đông, người từ hướng Tây, người dù da trắng hay da màu. Nếu có chung một Chúa là Cha, chúng ta cùng sống tình anh em, cùng được chia san hạnh phúc nước trời trong tình yêu Chúa ta yêu mến nhau. Người thời trước, người thời sau, người trí thức, người bình dân, người sống đời tu, người sống đời thừa, người dù là nữ hay là nam, đều được gọi mời sống chứng nhân tình yêu, hâm hòa vào đời những thiên ý thiên tâm, trở nên mối men, trở nên ánh sáng, giúp nhau nhận ra tình Chúa trong tình người. Người nhóm này, người nhóm kia, người Do Thái, người Hy Lạp, người từ hướng Đông, người từ hướng Tây, người dù da trắng hay da màu. Nếu có chung một Chúa là Cha, chúng ta cùng sống tình anh em, cùng được chia san hạnh phúc nương trời trong tình yêu Chúa ta yêu mến nhau. Trước người thời sau, người trí thức, người bình dân, người sống đời tu, người sống đời thừa, người dù là nữ hay là nam, đều được gọi mời sống chứng nhân tình yêu, hâm hòa vào đời những thiện ý thiện tâm, trở nên mối men, trở nên ánh sáng, giúp nhau nhận ra tình Chúa trong tình người. Chúa đã trao ban niềm tin giao hòa đất với trời. Tạ ơn Chúa đã trao ban tình yêu kết hiệp người với người. Tạ ơn Chúa đã trao ban niềm tin giao hòa đất với trời. Tạ ơn Chúa đã trao ban tình yêu kết hiệp người với người. Chúa đã cho bạn niềm tin, tạ ơn Chúa đã cho bạn tình.